kính thưa quý vị các bạn mến, thì hiện tại là những cái chú chim vừa nhập về rất là nhiều. Hiện tại những các loại những cái chim thuần và chim bổi ha khá là nhiều, thì quý vị có nhu cầu đến tiễn ha. Mình hiện tại mình thấy có một con ngũ sắc với lại con quý lâm hót qua khá là nhiều rồi các bạn. Quá hót đã tay rồi quý vị. Ở đây là năm màu ha, ngũ sắc ha. Quá đã quá ta. Bây giờ mình đi mua thức ăn đó quý vị. Hai vợ chồng sáng hơi vất vả chút xíu. Có một mình ông chồng thì cho ông sể và vợ phụ nữa. Hôm nay là thấy mập quá quý vị. Cho ông cài thuốc lá rồi. Đây là chiếc chè đất nha quý vị. Chè than hả? Đang loại này đúc nó mấy ngày, ngày mấy lần? Ngày 4 lần nữa quý vị. Chăm nó cực kỳ nhỏ. Thì quý vị có nhu cầu thì liên hệ với cái số điện thoại trên ha. Thì hiện tại chủ cũng có nhận ship gửi luôn. Thằng con nè các bạn. Chào con nè các bạn. Đây là mình mua về là mình nó nói liền nha quý vị. Đây là hết đúc ăn rồi, bây giờ nó tự động nó mổ nó ăn rồi đó. Mà dạo này tao thấy người ta khoái cưỡng con nè, chắc nó rẻ tiền hơn đúng không? Hay tao khoái cưỡng con. Đây cưỡng con là quý vị, chiền nè, cưỡng chiền nè. Loại này rẻ tiền hơn nha quý vị, mà này nói cũng mau nữa. Con đứng trên cầu đó là con sáo nha các bạn. Sáo. Con sáo nè các bạn. Nó thấy cái tay của mình nè. Nó tưởng vào mình đút cho nó ăn á. Đây là khuyên nè. Nhiều bạn hỏi khuyên rồi đó. Nãy mình lầm đó là này chè đất nè các bạn. Chè đất còn có mấy con à. Thì theo kinh nghiệm của mình là những cái con chè đất đó mà nó có cái trắng của nó trắng nhiều là con trống nha quý vị. Trống. Một nè. Hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè,
7 nè. À, cả 7 con đều trống hết các bạn. Trống hết á. Mấy con này là trống hết luôn rồi, không có con nào mái á. Thì nếu mà muốn chim mái á, thì đợi đợt sau mới có luôn các bạn. Toàn bộ 7 con là trống hết. Thì nếu mà muốn mái thì đợi đợt sau. Bên đây là Tiểu My nha các bạn. Tiểu My với con gì, con chim sâu đũa. Sâu đũa. Thì con này con gì mình không biết ha. Lúc này nhiều chim lạ lạ quá. Con này con gì đâu bộ? Không biết luôn à. Đẹp quá ta. Cái thân hình của nó dòm ngầu quá. Nó ngầu quá các bạn. Thấy không? Cái loại này thì rẻ tiền hơn các bạn. Những cái con có cái con mà người ta nuôi nhiều nhất thì bên đây ha. Chim trầu màu chuyền, má trắng. Chim trầu màu má trắng. Thì hiện tại là chủ nhập về số lượng khá là nhiều. Với lại cho anh em lựa thoải mái luôn. Những cái bộ của nó rất là đẹp. Mà thấy bộ đẹp không? Hàng này hàng tuyển đó các bạn. Mình chọn ha. Cái bộ đẹp ghê không? Đứng cầu cao cầu không các bạn. Tiểu My. Tiểu My hót rồi các bạn. Tiểu My hót rồi nè. Tiểu My bỏi. Tiểu My. Đây là con gì, con mặt má chiền trên đó các bạn, mặt má chiền á. Ổng ổng giờ ổng nhiều chim lạ quá. Chồng ra hơi. Đây là con yến bụng nha các bạn. Ở bên trong thì còn chè than chè lửa rất là nhiều. Hiện tại mình quay chỗ mình trước ha. Thôi cũng mến chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.